Bạn là một giáo viên và bạn đang muốn tìm một thiết bị giúp cho lớp học trở nên sinh động và thú vị hơn. Hoặc bạn là một nhân viên đang chuẩn bị thuyết trình về một sản phẩm thật ấn tượng. Thì ngoài màn hình tương tác phía sau lưng mình có một gợi ý cho các bạn. Đó là camera vật thể của ViewSonic. Camera vật thể hay còn gọi là máy chiếu vật thể có khả năng thu hình ảnh và phát lên các thiết bị khác. Ví dụ như bạn đang dạy học và bạn muốn thuyết trình về mô hình này thì chúng ta không thể nào đơn thuần là dơ lên cho lớp xem hoặc là gọi từng em lên xem vì nó sẽ rất mất thời gian. Trong trường hợp bạn có camera vật thể, bạn chỉ cần đặt mẫu vật ở dưới camera. Và nếu như bạn sử dụng camera vật thể chung với màn hình tương tác ViewSonic thì việc ghi chú và chỉnh sửa bài trực tiếp là rất dễ dàng. Camera vật thể ViewSonic VB-VIS-002 được trang bị một cảm biến CMOS có độ phân giải 8 MP, hỗ trợ quay video 4K 30fps, mang đến hình ảnh không chỉ đẹp mà còn mượt mà. Khoảng cách lấy nét tối thiểu là 10cm giúp cho hình ảnh thu được rõ nét đến từng chi tiết nhỏ. Trên camera được trang bị 4 phím vật lý bao gồm 2 phím tăng giảm độ sáng, 1 phím tự động lấy nét và 1 phím bật tắt đèn LED trở sáng. Việc trang bị đèn LED này giúp bạn dùng camera trong nhiều môi trường khác nhau, kể cả môi trường thiếu sáng. Camera của ViewSonic có kích thước nhỏ gọn và được trang bị 3 khớp gập linh hoạt, giúp dễ dàng điều chỉnh khoảng cách và vị trí các góc quay. Bên cạnh đó cũng rất tiện lợi khi gấp gọn lại bỏ vào ba lô hoặc túi xách để mang theo. Camera vật thể này kết nối với thiết bị khác thông qua cổng USB và khi kết nối, bạn không cần cài thêm driver. Bạn có thể sử dụng ngay lập tức với phần mềm camera mặc định của máy. Nếu bạn muốn chỉnh sửa, ghi chú hoặc tinh chỉnh được nhiều hơn thì chúng ta có thể cài phần mềm VDOCAM được cấp kèm theo camera. Khi dùng VDOCAM, chúng ta có thể ghi chú, chụp hình, quay video, tự động chỉnh focus, phóng to, thu nhỏ hình ảnh và camera này hỗ trợ zoom kỹ thuật số 8x. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể tăng giảm độ sáng, xoay, lật hình ảnh và còn nhiều công cụ hữu ích khác nữa. Bạn có thể dễ dàng tải phần mềm VDOCAM trên trang web ViewSonic.com và phần mềm này hỗ trợ cả 3 hệ điều hành Windows, Mac và TrumOS. Ngoài ra, ViewSonic còn có phần mềm bảng trắng kỹ thuật số Whiteboard trong hệ sinh thái MyViewBoard. Đây là một phần mềm rất tuyệt vời để dạy học và thuyết trình. Bạn có thể sử dụng camera vật thể ngay trên cái phần mềm này để đưa hình ảnh trực tiếp vào bài giảng của mình. Như ở đầu video, các bạn thấy rằng trong hộp phụ kiện còn có một tấm chống chói. Thì trong quá trình sao chụp tài liệu, đôi khi sẽ xảy ra những tình trạng chói như thế này. Thì chúng ta chỉ cần đặt tấm chống chói này lên văn bản sẽ khắc phục được tình trạng bị chói. Ngoài ra, còn có các phụ kiện giúp cho camera vật thể có thể kết nối với kính phóng đại hoặc kính hiển vi. Nhờ đó mà hình ảnh thu được có thể phóng đại lên gấp nhiều lần. Camera vật thể ViewSonic VB-VIS-002 được tích hợp một mic thu âm ở phía dưới. Trong khi quay video, chúng ta cũng có thể thu luôn cả âm thanh. Và thậm chí các bạn có thể tận dụng camera này để họp trực tuyến và dạy online. Trên đây là những ưu điểm khi sử dụng camera vật thể trong thuyết trình và dạy học. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.